Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa yêu cầu tất cả các trường học tổ chức rà soát, cho học sinh khai báo y tế, tập trung phòng chống dịch trong dịp thi học kỳ 1. Các trường được yêu cầu điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 phù hợp với tình hình dịch bệnh, thực hiện giãn cách khi tổ chức kiểm tra đánh giá tập trung. Thời gian tổ chức kiểm tra đánh giá học kỳ 1 từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 5 tháng 1 năm 2021, không tổ chức kiểm tra vào ngày 25 tháng 12 năm 2020, khuyến khích các trường tổ chức tập huấn và giao quyền chủ động kiểm tra định kỳ cho giáo viên. Đối với các trường hợp học sinh thuộc các đối tượng cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà trường tiến hành tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kỳ khi học sinh hoàn thành cách ly theo quy định. Việc đánh giá xếp lại các đối tượng học sinh này được thực hiện sau khi hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ.